Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Phạm Hương được vinh danh gương mặt ấn tượng của năm. Đây là giải thưởng do một tạp chí thời trang uy tín trao tặng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tham dự đêm tôn vinh các nghệ sĩ phong cách nhất năm Elle Style Award vào tối ngày 10 tháng 5. Hoa hậu Phạm Hương gây bất ngờ khi xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới, kiểu tóc lóc ngang vai trẻ trung, hợp mốt mang tới hình ảnh tươi mới cho Phạm Hương. Thay vì kiểu tóc buông xõa tự nhiên, uốn xoăn hay tết lệch bên, vốn đã quen thuộc với Phạm Hương mọi khi xuất hiện, Phạm Hương diện nguyên cây hàng hiệu xuất hiện tại sự kiện. Cô thu hút sự quan tâm đặc biệt khi cắt ngang mái tóc của mình. Diện mạo mới này của Phạm Hương khiến khán giả vô cùng thích thú. Tham gia sự kiện này, Phạm Hương bất ngờ được gọi tên ở giải thưởng gương mặt ấn tượng của năm. Trước đó, Phạm Hương cũng vinh dự được nhận giải thưởng Người phụ nữ của năm, top 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm. Đây là một trong những giải thưởng danh giá về phong cách của người nghệ sĩ Việt. Vì vậy, với giải thưởng lần này, Phạm Hương một lần nữa khẳng định được hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Phạm Hương được xướng tên tại giải thưởng gương mặt ấn tượng của năm. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khá xúc động trước giải thưởng danh giá này. Cô cho biết sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng với sự kỳ vọng của khán giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!